giúp đỡ anh xe sao anh không đi? Cứ thẳng nhập máy anh vô mắt đà biết luôn. Anh nói là sao? Thái độ đó không mọi người. Hiện nay nhiệt độ ngoài trời ở miền Tây là hơn 40 độ C. Các bé con của anh Huy á vẫn chưa có ăn gì mọi người. Và đoạn đường di chuyển về lại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hơn 100 km nữa. Tụi mình thì cũng còn có công việc. Tuy nhiên, để cho anh có thể về với gia đình, với vợ anh sớm nhất á, thì các anh em của tụi mình sẽ mời anh Huy một bữa cơm trưa và đưa cho anh ra đến tận bến xe để anh có thể về lại còn chăm sóc cho vợ con của mình nữa. Và cái cuộc sống của anh Huy ngay tại Mỹ Tho như thế nào, nếu có duyên thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ ở những cái video tiếp sau nữa. Còn bây giờ mời mọi người cùng với Bùi Hồ cũng như các anh em đi ăn cùng với anh ha. Qua đây nè. Anh kêu món gì hả? Tôi kêu rồi. Chi? Em các bé ăn gì? Thịt. Đây là cái tiệm cơm trưa nay vào mình ghé để cho anh Huy cùng với hai người con của mình á có thể ăn, rồi sau đó thì Bùi Hồ sẽ đưa cho anh lên xe về lại thành phố Tiền Giang cho nó sớm nhất luôn mọi người. Tại vì thời tiết bây giờ cũng khá là nóng rồi. Ở đây thì cũng tình cờ gặp cái quán này và cũng khá là ngon luôn nè. Rất là nhiều món luôn. Và bây giờ mời cô bác anh chị cùng ra đây ha. Anh thấy vậy mấy các bé đi vậy anh thấy sốt không? Sốt anh. Hả? Sốt phải chịu thôi, sao vậy? Ở đây phần cơm nhiêu tiền? Dạ, chị không biết nữa hả? Đây, cho em một ly, một chai Pepsi. Với lại đây. Đầu đây nè, đã lên. Tóc lại cho mát nha. Con nóng không? Anh nói bé này tên gì? Sâu, tên sâu. Sâu bên đây là đốm hả? Đây là bảy le, nó tên là Yến Hân, nó là Yến Hân, Yến Ngân các bạn đó. Đây đi. Nãy con kêu món gì? Có kêu chưa? Dạ, để cho anh kêu đây nè. Anh với hai bé ăn nè, với anh này ăn, con mới ăn rồi. Muốn ăn gì vô kêu. Dạ. Anh kêu món gì anh Huy? Nó kêu rồi. Kêu món gì? Thịt á, thịt chiên cho nó hai với nó ăn. Anh ăn gì luôn đi. Thôi được rồi, ăn cho ăn chung với nó hai với nó. Không, anh hai đứa bé một dĩa nhỏ. Ờ. Sao con có xà thun nào sao? Xà thun một tóc cho bé à? Dạ. Ờ, ok, xin kêu, bà kêu, kêu. Để ngồi ở đây bà kiếm xà thun thôi. Đây bao hết coi. Cục tóc nè, để đây. Nóng quá mà. Bà bớt cơm cho các bé ăn đi anh. Thôi là bà ấy cơm cho ăn nè. Hồi sáng giờ là chưa ăn gì luôn hả? Dạ. Nè. Chỉ có ăn mấy cái bánh người ta cho thôi. Dạ. Ta cho được mấy cái bánh cấp. Con cái một để dành lát nó ăn, nó đói rồi nó ăn. Dạ con. Vì ba cho con mà sao cho con cái một? Dạ ba cho con cái một lấy. Một cặp chứ? Dạ. Một cặp hai cái chứ? Lấy con cho con cái một. Cái muỗng đi chút. Quay máy chuyên nghiệp dữ ta. Cái anh này ảnh lỡ đường. Ăn với nước tương không hả chị? Nước tương lỡ à. Đường. Ảnh gặp ảnh lội từ Long Xuyên về Mỹ Tho. Em Bùi Hồ thì. Đây. Đúng ra. Ô bé nó tự múc được anh Huy. Dạ, tự múc. Ăn đi con. Nè, hồi nãy rồi ăn thịt nè đúng không? Dạ, thịt kìa con. Nè. Đó, ăn đi con. Anh con thả đâu? Anh hai đứa ăn canh không anh? Chàng canh chàng. Ăn canh đâu ba cho canh vô nè. Ăn canh ha, ăn canh ha. Giờ anh trước đây không bệnh, giờ anh làm cái công việc gì anh Huy? Bán số anh. Ngày hai vợ chồng bán được nhiêu tờ? Dạ hai chồng với luôn mấy đứa con bán khi được 600. 600 tờ. Dạ. Hồi mà vé còn có bán hết lấy thêm á. Giờ là vé là lấy hết lại như là rồi đó, là không lấy còn lấy nữa đó. Giờ vé giờ nó không có như lúc trước nữa. Anh lội bộ như vậy rồi sáng giờ không ăn gì sao lội nổi?
ghé uống nước hồi còn 36.000 á, một kiếp mua khoai lang ba cho con ăn. Má anh định bán điện thoại là đi xe về hay sao? Dạ không ai mua á. Không ai mua rồi. Dạ người ta sợ điện thoại hư hay sao? Dạ sao anh không vô tiệm điện thoại anh bán? Đó vô rồi anh, vô rồi đuổi em vô đuổi tài á, được kêu đi ra đi ra đi ra đuổi em vô đuổi tài á. Sao đuổi? Dạ tưởng đâu em vô á xin tiền hay này kia rồi á, em nói một bọn cầm điện thoại lên đó bán điện thoại cũng mua không, nó không có mua. Ở đâu? Ngay chỗ chợ Cô Lãnh đó. Ba nhỏ múc ăn thấy đường 3 tuổi mà biết múc ăn rồi. Ngon không con? Sâu ngon không? Con gắn thịt ăn đi. Ngon rồi con. Ngon không? Phải để tiền không đánh giấy số là giờ này còn tiền cơm rồi. Hả? À, không mua giấy số quá, giấy đánh rồi, mua giấy số. Mua số kiến thiết á. Ngày mua 3-4 tờ. Dạ, 3-4 tờ. Rồi thấy mấy người mà trùng cảnh khổ quá, đầu thấy người ta không có tiền cho ăn cơm, thì cũng cho ăn, mua cho ăn. Rồi. Chẳng người ta khổ cho ta dạ. Ăn cơm luôn. Dạ, cơm. Tụi em thì chỉ lần đập mới biết anh thôi. Và đặc biệt á là nghe anh kể sao tụi em nghe dạ. Sẽ chia sẻ lần này như vậy. À, tuy nhiên á là tụi em muốn mời anh ăn cơm, cho anh vé xe để anh về dạ. Mỹ Tho, là vì tụi em thấy các bé nó rất là tội dạ. Rất là tội luôn. Cho bây giờ thì thật ra đó, thời buổi bây giờ thì cũng có nhiều những cái tình huống nó lại không đúng sự thật dạ. Là em nói thiệt nha, nó không đúng sự thật, nó không dạ. Đúng những gì mà mình thấy thực tế. Tuy nhiên tụi em cũng rất là e dè. Có cơ hội thì tụi em cái số điện đi xuống. Số điện thoại của em anh ghi chưa? Dạ, chút xíu em sẽ lưu lại, đi xuống nhà của anh để tìm dạ. Qua cảnh muốn nhà trọ thực tế của mình. Dạ. Chứ để cho mọi người nói là đôi khi thì không biết là anh ở đây có sự ngay cháu trà cầu cống quẹt không nữa. Quẹt về cầu Bến Tre anh vừa chạy. Đúng không? Thật ra thì thấy mấy đứa bé nó đáng thương lắm, nó tội lắm. Bé sâu nè, lộ bộ, thấy anh nào là đi bộ không suốt vậy á anh? Dạ, có người nói nè. Thậm chí á, là cái việc mà anh đi vậy á, là anh cũng sợ đúng không? Anh cũng sợ người ta nói chăn dắt cái em bé lợi dụng tình thương của mọi người. Đúng không? Em nói vậy anh thấy có hợp lý không? Bán đâu xin tiền ai đâu, đâu dám vô xin người ta. Bây giờ cho lấy ăn rồi mới thôi đi. Cho thì lấy chứ không dám xin. Dạ. Tại vì bây giờ cũng có nhiều cái trường hợp người ta làm bộ bệnh hoạn rồi người ta xin tiền nhiều dữ lắm. Đạt có thấy gì thấy hợp lý không? Có, cũng có trường hợp nên mọi người ta cũng e dè. Người ta cũng nghi ngờ, người ta cũng không có ngại tiếp xúc lắm. Dạ. Mình nói có non đơm đó rồi họ cũng hỏi. Mà xin đại đi có ai nói gì đâu mà không cũng xin. Đi bộ về này kia ai hỏi này kia nói tụi ông ấy thôi không cho. À, cho ăn về cho lấy gì à? Ăn còn thôi nước lấy nước còn xin rồi đi ngang thấy thùng để lấy uống. Nếu như mà mai mốt hay tin ba của mình á thì anh có quay về không? Dạ quay ạ. À. Quay về. Dạ quay về. Quay về để kêu ba mình tiền ngày hay là để xin một số lúc để tiền ngày hủ tiếu Bồi Viên bán. Tiền ngày hủ tiếu Bồi Viên. Dạ với bán số cực khổ quá. Con cấp mới vậy. Nó ba tiền cho mình cái nghề hủ tiếu Bồi Viên để mình đi bán. Dạ. Rồi nếu như mà ba tiền ngày vốn đâu bán? Dạ cũng là ráng mà bán cái số đó gom góp nữa rồi gặp ba nghe tin ba nha bán ráng gom góp để dành tiền. Và em muốn hỏi anh như thế này là thời gian tới giờ dưới là hết tiền rồi dạ. Vốn đâu lấy giấy số? Dạ. Dắt về dưới chắc cũng một không cũng bỏ nó nhà chắc cũng đi kiếm chuyện làm anh hồ này kia phụ gì phụ
Hiện nay anh có mong ước gì không anh Huy? Em giờ không cũng ráo mong ước về em giờ đi đường này kia em gái sao về giờ có cái vốn bán lại rồi trả tiền thầu này kia gán bán không dám đi đâu nữa. Mà chừng nào nghe chỗ cha này kia nghe chỗ đó rồi ổng điện thoại này kia lên rồi tao đón mày tao mới lên chứ giờ không có tập tiền như vậy nữa. Có nghĩ rằng mình lên đó mình sẽ gặp ba mình sẽ xin ít vốn để mình làm ăn không? Kêu cũng lên trảnh cũng gán lên xin ba cho tiền mua bán này kia rồi giờ mua theo cái bồi viên này kia đẩy bán này kia không gặp bây giờ cũng lên cũng còn chút đỉnh cũng còn 2 triệu mấy mà xài được 4 ngày hết luôn. Dạ 2 triệu mấy xài 4 ngày hết luôn. Dạ rồi thấy mấy người cũng hoàn cảnh lại nó xin này kia hỏi này kia hỏi thăm người ta cũng nói hoàn cảnh người ta này kia rồi cũng lại cho người ta ăn cơm này kia rồi đi mua thuốc mà cho người ta hút. Lỡ đi như thế này mấy đứa nhỏ nó bị say nắng rồi sao? Còn hồi em đi chừng 15 phút là em kiếp chỗ mát em ngồi em nghỉ chừng 15 phút em mới đi. Rồi em lấy chỗ nào cho nó ngủ một chút nữa thôi em mới đi. Vậy là anh lội tới ngày mai chưa tới Mỹ Tho. Cho nó ngủ một chút nữa. Tại vì mỗi 1 giờ đồng hồ là lội bộ nhanh nhất là chỉ được 5 cây số thôi. Là lội bộ một mình nữa nha. Là 5 cây thôi mà đây dưới là 100 cây. Con đứa bé nó nghỉ ngơi nữa là ngày mai cũng không tới. Là có nghĩa là mỗi 1 tiếng đồng hồ anh lội em bảo đảm nha anh lội khoảng 3 cây. Đi sao? Ăn nữa đi sau. Ăn đi coi. Ăn nữa đi coi. Anh lội ngày đêm là được 30 cây, anh lội 3 ngày. Thế sao? Sao 6 giờ sáng em lội tự chút bắt ăn quà mà lội xuống tới đây á có anh xem ta cho em đâu từ mà. Từ bắt ăn quà á nha, mà cho em gian ra tới ngon ngõ ba gì đó, làm cái bộ rút tới đây luôn á. Rồi sao anh không nói với người ta là chở tôi về dưới đi rồi tôi trả tiền. Rồi đó cho anh cái gian con phút thôi chứ em đâu có chạy ra ôm. Anh không kêu xe ôm á. Trả ôm lấy tiền liền anh. Đưa tiền lấy tiền liền luôn á. Hồi nãy em cũng á nó về á em nói cho anh lại ông đơm nói giờ á nói chú thông cảm bây giờ không có điện thoại con đưa chú chở con về tới Mỹ Tho đi thôi rồi điện thoại mày tao cũng không biết được cái gì tại phải không sao nói sao anh nói cái điện thoại mày về tao sao xài chắc 3 ngày tao tốn đây chở mày về tới dưới mấy trăm ngàn tiền xe rồi tự về tao không. Lúc đó tới chỗ nào anh nản năm chưa xưa đi gần tới chợ Cô Lãnh là lúc đó là đuối quá hả? Đuối quá còn no chưa hai đứa tự múc ăn luôn à? Tại vì có một số cái là em không hiểu là đối với anh với các bé xài á chi phí mà nếu như mà ngủ trọ thôi á thì một ngày là ba trẻ con xài khoảng 300 ngàn hết đó. Dạ em đúng em cho người ta nữa đúng rồi 300 ngàn là hết đó. Dạ ra nói với em là mỗi ngày là 800 ngàn em thấy nó có gì đó nó không có 800 843.2 rồi không phải 4 ngày như là ba cha con xài luôn mướn thì đó luôn á là một ngày cứ có 300 mấy à 320 là đổ lại à chứ không còn thấy người ta đi ra tối đi ra vườn qua thấy người ta rồi mấy người mà khỏi này kia ngủ bụi của hoàng này kia không thấy người ta không có thuốc thúc với ăn uống này kia á mình mua bánh mì mình cho người ta này kia rồi ý ý mà nói là tôi chèo chút mà gặp ba tôi càng nghiệp mà sợ nói vô gặp gia đình rồi là làm gì sợ tại hơi giúp người ta được giúp người ta giúp thằng nào đỡ thằng nấy tôi nói là con mình nó hưởng cái thôi. Đem ăn đem đi lên chưa? Dạ no rồi. Đồ ăn hết rồi. Cái này đem theo là đi về dưới ăn. Đem nào? Xin hộp đem theo. À, chị xin cái hộp cho anh. Dạ. Đem theo rồi cơm đâu? Cơm xin với cơm đem về dưới ăn luôn. Người ta cho ăn tại chỗ chứ người ta đâu cho đem cơm theo. Vậy dạ, vậy thôi. Vậy thôi. Tại vì cơm phần là người ta bao bụng cho ai. Nếu như mà anh đem đồ ăn anh đem theo nồi cơm ai chịu?
Rồi thôi, người ăn được không? Anh ơi, cho em dồn đồ ăn vô giùm. Cho em cái hộp với một cái hộp để anh. Rồi, anh cho anh này anh lỡ đường á. Giờ lỡ đường á chú, nên cho một hộp cơm nó đem theo với lại dồn đồ ăn nó vô được không? Dạ, hộp cơm thôi, hộp cơm nhỏ thôi. Phải biết là cơm phần người ta bán theo phần, ăn là bán theo bụng. Chứ không có bán theo phần cơm đem về. Đem về thì người ta cũng có chỉ một hộp cơm thôi. Còn mình muốn ăn thêm là mình phải mua, đúng không? Chứ ai mà bao nguyên cơm, ví dụ mua phần ăn đem hết tô cơm về sao được. Đối với thì bây giờ mình đem hộp cơm theo cho ảnh đi. Chủ quán tính tiền thêm nhân tính. Hết rồi, hết bữa luôn rồi. Được không, đưa ba đút kìa. Đó, cho một hộp cơm với lại phần đồ ăn mấy đây về là được rồi. Thêm nữa hay là... Dạ không, nhiêu được. Rồi, thì bỏ vậy. Nè, hai cái này. Tại vì cái gì cũng có số lượng mà. Đưa tiền, tính tiền em luôn. Hết luôn là nhiêu ơi chú? 75 ngàn. 75 ngàn rồi. Con gửi chú. Ô quên đó, 75 ngàn với anh chàng mất thì nữa. 85. Nè, con gửi chú. Quá nóng rồi mọi người. Thời tiết bây giờ là nó khoảng, phải nói nhiệt độ ngoài trời đó là nó hơn 35 độ. Tuy nhiên nhiệt độ của mặt đường nè, nó bỏ ra nè. Nhiệt độ của hơi xe cộ á. Mà con ăn lẹ đó. Hơn 40 độ á. Hơn 40 độ. Mà anh đi như thế này, trời nắng như thế này mà anh không ăn nữa là xỉu quá. Anh sẽ xỉu. Còn cái nào, con ăn cái nào. Anh Huy năm nay là nhiêu em quên rồi. Em 47 tuổi. Chị 47 luôn hả? Tuổi tức. Em tuổi tỵ, giờ em tuổi tức. Con ăn đây. Đầm con bé nó ăn. Lanh nè, lanh. Thương là thương nhất mấy đứa bé anh. Dạ. Tại vì thương mấy đứa bé đó mọi người. Với lại nắng người lớn chịu còn không được đây, nó chỉ là cái nhỏ mà nó phải. Lúc nãy thấy anh là bé này nè. Cái sâu lội bộ chứ. Lội bộ, còn anh thì ẩm. Dạ. Ẩm bé này. Con ăn đi. Sao nói? Con lội bộ con nắng không? Con ăn đi. Nóng không? Con ăn đi. Tóc của bé này là anh thắt đuôi chặt cho bé luôn. Dạ. Trai cũng khéo dữ ha. Bé nhỏ là anh thắt tất cả. Ừ. Con. Bé. Bé bắt. Anh múc chút mình lấy miếng nước rửa mặt cho bé cho nó mát đi cái được. Rồi anh. Rửa mặt ha. Mặt cho ba ha. Để rửa mặt đi con. Không. Để đi con. Rồi thì thôi chắc có lẽ để đưa anh ra bến xe. Con cơm ăn lẹ đây. Con lẹ đây, đây đây. Con lẹ đây. Bé đúng giờ chồng ta ăn. Bé nói gì anh? Giờ đút giùm con ăn. Cơm nữa không? Uống nước đi con. Nè uống nước nè, nước đây nè. Nước này nè, con uống không? Đâu rồi? Tới. Lên nắp cho ba. Mẹ ra đây. Ta ăn nữa không? Hồi sao ăn chan nước tương không vậy? Ăn cơm nước tương không? Nước tương rồi kêu thịt, hồi sớm nó ăn thịt mà. Ăn thịt rồi nó ăn mấy cục à. Không mở. Nè. Nè con. Chọn thịt đâu? Nè. Đi con. Nè. Nè.
đeo khẩu trang rồi. Giờ đi ông đeo bỏ đi ba về luôn à. Tôi bỏ về à. Trời ơi cái đầu. Không dập. Còn các bé này hình như là nó không bị say nắng luôn á. Mẹ ra bà gọc ơi, đã lên. Ông ngoài sau lưng ba lô của anh có đôi dép kìa. Dạ. Đôi dép của nó đó. Chuẩn bị hai đôi hả? Tao có đôi dép của nhỏ gái Út nhỏ nè. Dạ hả? Đâu, đôi dép đâu được rồi, đưa chú coi coi. Trời ơi, đất lên đất biếm cái tầm lum cho ngày. Tôi thấy có ba cái. Ngày nào cũng khách như vậy mới chịu hả? Dạ. Cho nó mát. Đau không anh? Không. Có chừng cộng lung dướng cái tóc á. Dạ. Đưa cho bà ấy nè. Dạ cho bà ấy coi. Vô coi nè. Làm gì vậy? Và bây giờ thì Bùi Hồ cũng đã mua được một cái chiếc vé để về lại thành phố Mỹ Tho á mọi người. Với giá tiền là 130.000. Thì 1 giờ này á thì xe chạy nha anh Huy. Dạ. 1 giờ xe chạy thì anh đợi ở đây nha. Dạ. Anh nói là xuống Tam Hiệp rồi người ta sẽ trung chuyển anh vô nhà luôn, người dạ. ta sẽ có xe chở anh vô nhà. Dạ, dạ. Anh hiểu không? Dạ. Và tí xíu nữa anh vô ở trong cái phòng chờ trong kia kìa. Dạ. Nhớ giữ cái vé này cẩn thận nha. Dạ dạ. Rồi mai mốt mà tụi em có duyên sẽ gặp anh ngay tại Mỹ Tho. Dạ. Được không? Dạ, rồi chúc mấy cha con về thượng lộ bình an nha chưa? Dạ, dạ. Và bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em sẽ còn công việc đó mọi người. Anh là nữ sẽ kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau. Hiện nay là 13:30 có nghĩa là hơn 1:30. Và Bùi Hồ mới vừa nhận một cuộc gọi từ nhân viên nhà xe cho rằng á, anh Huy á, ảnh không lên xe. Mà khi Bùi Hồ lui xe đi á, thì anh Huy lại tiếp tục ảnh hai đứa con của mình đi. Đó là một điều mà Bùi Hồ khá là bất ngờ. Và hiện nay thì Bùi Hồ quay trở lại, cùng các anh em quay trở lại kiếm anh, hỏi vì sao lại như vậy nha mọi người. Thật ra thì giúp người á, thì phải giúp cho đúng nơi đúng chỗ. Và đặc biệt là mình sợ nhất á, Bùi Hồ sợ nhất là mượn hình ảnh những đứa trẻ để mà trục lợi, lợi dụng lòng thương của mọi người để mà xin tiền. Thì lúc nãy mà Bùi Hồ ở clip có chia sẻ rằng á, thật ra thì mình cũng không tin tưởng gì lắm vì đâu đó có sự mâu thuẫn trong cái lời nói của anh đối với mình. Tuy nhiên thì để xác minh thực hư thì Bùi Hồ đang quay lại tìm anh và muốn biết vì sao anh lại như vậy và không lên xe đi. Và có thể là Bùi Hồ sẽ đòi lại cái tiền xe đó luôn mọi người. Rất là bức xúc luôn á. Nhân viên điện thì các anh em mới hay và bây giờ thì phải quay trở lại tìm anh. Đâu vô nói gì đâu, thấy không lên xe, thấy mất khách nên gọi mà. Gọi cho anh. Ủa có nghĩa là anh đó, anh không lên xe hả? Đúng rồi. À, vậy là anh này anh có lừa gạt gì không ta? Anh có cho tiền anh gì không? Anh chỉ mua vé cho anh đó dẫn ăn cơm thôi chứ anh không có cho tiền. Tại vì anh cũng không biết anh đó như thế nào. Dạ yeah. Tại vì thấy anh đi rồi anh ngồi đó rồi. Anh ngồi chút xíu anh cũng đi luôn. Anh không có lên xe nên không đủ khách nên anh mới gọi anh. Rồi vậy là xe nó chạy cho em. Xe đi rồi anh ơi. Rồi anh cảm ơn, để anh quay lại ha. Chào anh Huy. Chào anh. Chào anh nha. Ủa tại sao mình không lên xe mình về? Tôi nói ngồi ở dưới, cho ngồi ở dưới, không ngồi đi bờ, đi về dài, về cho nó mát anh ơi. Là sao? Tôi nói cho ngồi ở dưới, nó không chịu. Ngồi dưới nào? Cho ngồi dưới sao á.
Thì cho anh ngồi sao mà? Không sao, sao nó chịu. Chịu mà. Chứ giúp nít này làm gì mà nó không biết, không chịu anh. Có không chịu. Em muốn biết là tại sao anh không lên xe? Anh Huy. Dạ. Tại sao anh không lên xe? Không lên xe, không đi xe đó, không có đi. Là tại sao không đi? Xe đò đâu đi. Không đi. Khoan khoan, anh tắt máy anh nói chuyện với em cái. Anh tắt máy nói chuyện với em giờ. Là tại sao anh không đi? Ở đâu xe loại giống xe kia là xe 2 tầng em có đi. Là anh nằm ở dưới mà. Đi, không nằm dưới không đi. Không đi, hồi nãy lúc anh mua vé anh không nói với em. Tưởng đâu anh đi với xe kia. Xe nào? Xe mà đừng có từng từng giống xe này nè. Nhưng mà anh nằm ở dưới ghế dưới mà. Xe đó nguy hiểm lắm mà, không đi. Nguy hiểm sao? Này, để lúc trước có bà con này kia đi có chết vụ xe đó, giờ không có đi xe đó, thấy xe đó là không có đi. Vậy lúc nãy em mua vé em nói là đi xe đó, tại sao anh chịu? Tại anh đã tối đó anh kêu đi xe loại mà xe mà không có từng từng giống đó, như xe đò mà kiểu nguyên cái ghế dài luôn á. Bây giờ anh không nói với tụi em. Anh nói chuyện với em cái đi. Anh nói chuyện với em cái. Vì sao? Thì, xe đó em có đi xe đó giờ thấy tại trong nhà có bị người chết trong xe đó rồi, giờ không có đi xe đó nữa. Sao lúc nãy em mua vé anh không nói với em? Thì hồi nãy tại anh từ đó anh quẹo vô bến rồi xe trang như xe lúc trước ở dưới Mỹ Tho em đi lên thành phố là nguyên chạy là không có từng từng như vậy. Không, anh nói rất là mâu thuẫn. Bây giờ không phải là về tới nhà em không có mâu thuẫn mà tại vì xe đó em có phải đi. Thì lúc ở nhà xe đó, anh có thương con anh không? Có thương, đã mát rồi là. Anh có thương con anh tại sao anh lại dắt hai đứa bé đi như thế này? Đi chút nghỉ đi tối hoài luôn chứ sao giờ. Anh có phải là ẵm hai đứa bé này phải xin tiền không? Không, không có xin. Xin nãy giờ là xin còn nhiều, nãy giờ không có xin à. Em rất là bực nha. Anh trả lại tiền vé cho em. Anh trả lại tiền vé cho em. Đâu có tiền đâu, trả. Hồi nãy ví dụ anh ở đằng nhà xe anh điện cho em sẽ quay lại đậu xe cho anh. Mua vé khác chứ anh làm gì em bỏ đi nữa thì. Anh không nói với em là anh đi ở trong cái xe nào, anh không nói. Em chạy lại đó em mua vé xe anh vẫn nói là anh đi. Anh đi thì sau khi em mua vé thì em tin tưởng là em thương hai bé thôi. Nhưng mà tại sao anh lại nói như vậy? Có phải là anh lợi dụng hai đứa bé để anh xin tiền không? Không, em có xin. Em có lợi dụng mà em có xin. Nếu em xin là từ sáng anh đi về bắt đất rồi, có tiền đi về rồi. Chuyện này đâu có xin đâu. Anh tiền về xin. Trong cái tờ giấy của anh á, anh nói anh ở Long An. Nhưng mà anh về là về Tiền Giang, quê anh ở Long Xuyên đúng không? Quê nhà đó Long Xuyên. Em chở anh về Long Xuyên. Về Tiền Giang là về lại giờ. Bây giờ em chở anh về lại Long Xuyên. Đó còn ba nữa đâu, đó giờ về Mỹ Tho, về Tiền về nhà luôn nè. Về anh về nhà luôn nè. Về anh về nhà luôn nè. Về anh chở anh về nhà luôn đi. Anh sức khỏe của anh thì như thế nào em không cần biết. Nhưng anh lợi dụng hình ảnh hai đứa bé này để mà anh đi, anh làm cái anh không biết, em không biết là anh có đi xin không, nhưng mà nó rất là tội, anh hiểu không? Mấy người em thương hai anh nói bé. Anh nói là anh mua sữa cho hai đứa bé nhưng ít thích uống sữa, không ăn cơm. Nhưng mà tại sao anh mua nước mía cho hai bé uống là sao? Tao mới cho đó. Cái này tao mới cho đó. Ừ. Ông già ông mới chạy ngang ông cho đó, ông già ừ. Ông mới cho thì hai hộp á. Ừ. Vậy anh ngồi ở đây là anh đợi để cho người ta tiếp tục, người ta cho để tụi em là những người bị lừa giống như vậy hay sao? Không có à. Thật ra là tụi em rất là thương. Là không, nãy giờ là nếu mà cho tiền nãy giờ là có tiền có rồi đó. Cho nước, uống lấy nước chứ không bao giờ cho tiền. Bây giờ anh muốn đi lại đồn công an không? Thì em lại đó để đưa anh về. Thì lại đồn công an đưa. Nếu như mà anh chăn dắt á, là em kêu công an làm việc với anh. Anh đi lại là đồn công an với em nha. Giờ đi lại đồn công an thì đi. Ừ. Bây giờ anh, chưa, tí xíu, ngồi xuống, anh ngồi xuống. Rồi, anh ngồi xuống giùm em. Dạ. Anh ngồi xuống giùm em. Anh Huy, anh ngồi xuống giùm em, cầm bịch cơm lên. Anh thấy hai đứa bé vậy anh loại gì, tụi em thương hai đứa bé mà tại sao đặt xe anh không đi? Giúp đỡ anh xe sao anh không đi? Anh lên xe em chở đi công an nè. Anh Huy,
anh em sẽ đi theo anh Huy. Đi theo anh này một đoạn nữa coi anh sẽ làm như thế nào. Mọi người thấy hình ảnh mà anh dắt hai đứa bé trên đường như vậy rất là đáng thương. Tuy nhiên á, mà mua vé cho anh xong anh không về, anh lại bỏ vé và anh tiếp tục anh lờ bộ như thế mọi người. Theo mình nghĩ thì cái mục đích của anh ta đi bộ như thế này để người ta cho, nhưng mà anh ta giấu á. Đúng rồi. Đáng. Có thẳng dòng bé vô tắp đà bếp luôn. Ừ. Anh nói sao? Giúp cái mẹ anh. Mẹ người ta khổ người ta đây. Thái độ đó không mọi người. Thái độ không? Và bây giờ thì các anh em cũng tiếp tục cái hành trình tụi mình. Trong cái chuỗi video clip của Bùi Hồ á, thì ngài chia sẻ về những cái hình ảnh mà gọi là bóc phốt một nhân vật nào. Tuy nhiên về cái thái độ của anh này đó, thì anh tỏ vẻ ra khá là bốc đồng khi mà tụi mình muốn biết tại sao ảnh lại như vậy. Cũng mong rằng video clip này chia sẻ để mọi người có thể hiểu thêm người lại lợi dụng hình ảnh các em bé nhỏ lại ẩm đi ngoài nắng vậy để lợi dụng lòng thương của mọi người để mà cho tiền. Tuy nhiên thì thương thì thương thật, thương cho các đứa bé lại bị những người lớn làm những cái công việc sai trái. Biết đâu mấy anh, những anh đó là những người mà họ lười lao động, để biết rằng có những anh em YouTube quay chia sẻ để mình giúp đỡ thì người ta lại trục lợi mình. Đây là đoạn clip khá là nhạy cảm mà chia sẻ cho mọi người có thể hiểu thêm. Giúp người thì phải giúp cho đúng nơi đúng chỗ. Cô bác anh chị có thể coi là thấy clip của các anh em là không có cho tiền của anh một đồng nào, chỉ cho con của anh ăn thôi và cho tiền vé xe để anh về lại Mỹ Tho thôi. Tuy nhiên thì khi mà Bùi Hồ lật mặt lại thì anh lại chửi mình một cách rất là xối xả. Nhưng mà như cô bác anh chị đã thấy đó, nói chung là cũng khá là buồn mọi người. Buồn cho số phận của các đứa trẻ, buồn cho một người lớn như vậy lại không lao động mà lại lợi dụng hình ảnh của các bé mà để đưa lên mạng. Với một cái mục đích duy nhất là muốn giúp đỡ anh về lại với gia đình của mình, chứ không nhằm mục đích là để mà nó là những cái hình ảnh nó xấu như vậy trên kênh của mình. Thôi thì chuyện cũng đã qua rồi. Mong rằng các đứa bé này sẽ không được anh chăn dắt sau những hình ảnh như thế này nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha.